Vương Miện, trái tim dũng cảm đã cùng Vân trong một nhiệm kỳ đầy biến động của quê hương đất nước và thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Và trái tim dũng cảm của Vân được hòa vào nhịp đập cùng hàng triệu trái tim khác, những trái tim của tình yêu thương, sự hy sinh, sự tận hiến và khát vọng sống. Cho phép Vân được nghiêng mình cảm tạ những tình yêu lớn lao của nguồn cội quê hương, của thành phố, của tất cả những người, những điều đã cho Vân thêm sức mạnh. Kết thúc một nhiệm kỳ nhưng không phải là kết thúc sứ mệnh mà Vân chọn. Trái tim của Vân không có biên giới trong danh xưng hoa hậu. Đó chính là cuộc đời, thanh xuân, giá trị sống của Vân. Vân xin được cảm ơn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cảm ơn ekip, bạn bè, khán giả đã cho Vân những góp ý, sẻ chia, ủng hộ và đồng hành trong nhiệm kỳ đầy thăng trầm nhưng chan chứa tình yêu thương và giá trị tử tế. Con xin cảm ơn ba mẹ và gia đình cho con những điểm tựa, những nền tảng sống giúp con có động lực phấn đấu và đóng góp cho cộng đồng, không chỉ với tư cách đương kim hoa hậu mà còn là hành trình của cuộc đời con. Trong trái tim dũng cảm có tình yêu, khát vọng cống hiến, sự nhẫn nại, kiên định, tha thứ và hy sinh. Với Vân, đó là những giá trị tuyệt vời nhất mà Vân có được trong hơn 2 năm nhiệm kỳ. Và Vân xin được gửi lại những điều tuyệt vời ấy cho người kế nhiệm tiếp theo. Chúc cho Tân Hoa Hậu sẽ có những kiến tạo giá trị mới và những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình Vina Woman của mình. Một lần cuối, tôi, Nguyễn Trần Khánh Vân, đương kim Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam. Có loài hoa ở trên đồng xanh, cùng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa mỗi sắc hương, không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi.